ta là con của dân, chúng ta là người của Đảng, chúng ta hết lòng vì dân, lo cho dân là lo cho đất nước. Chúng ta từ dân mà ra, sức dân là thuyền biển cả. Chúng ta thấu hiểu lòng dân, ta yêu dân là ta yêu tổ quốc. Ta đến với dân vui buồn khuya sớm, dân đói dân no ta cùng chia sẻ. Cán bộ dân cần phải xứng đáng với dân, dân tin dân yêu dân thương và dân nhớ. Mỗi bước ta đi gập gành soi đá, mỗi lúc trong tim những lời vang dày. Cán bộ dân vận phải sống đáng với dân, tai nghe chân đi miệng nói tay làm. Sinh Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, có gần 13 km đường biên tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên trên 152.000 ha, 22 xã thị trấn và 185 bản. Dân số của toàn huyện có trên 17.000 hộ và có gần 9 vạn dân, bao gồm 14 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo của các ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, Sìn Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường và củng cố. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong những năm qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030, Đảng bộ huyện đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, rà soát xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong nhân dân các dân tộc, tổ chức ký cam kết xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu tại một số xã trên địa bàn như xã Xà Dời Phìn, Nập Mạ, Nập Tâm, Ma Quai, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân các dân tộc. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phát huy tiềm năng lợi thế của cao nguyên Sìn Hồ với bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, chung tay bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Đội thi huyện Sìn Hồ đến với hội thi dân vận khéo tỉnh Lai Châu năm 2024 bao gồm 5 thành viên. Thành viên thứ nhất Tần Song Phủ, thành viên thứ hai Trèo Xia Mẩy, thành viên thứ ba Vàng Thị Sánh, thành viên thứ tư Tần Ngải Sơn và cuối cùng là tôi Trèo A Sơn, đội trưởng. Huyện Sìn Hồ quyết tâm xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cuối cùng, thay lời cho toàn đội, kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, tốt đẹp.